sùm YouTube giới thiệu á. Ủa sao kể anh chị hát đi, anh nhọc rồi anh bảo kiến em đâu có bài nào quen nó ông thuộc nhiều đâu. Đẹp đi ở cái bài đi là bài đã huyền thoại của con năm Vũ Linh đúng không, anh giúp được em mi thứ nha. Thank you.
phát triển càng ngày càng bền vững và số lượng khán giả ủng hộ càng đông, để cho tất cả các em nghệ sĩ khi lớn tuổi có điều kiện chữa bệnh tốt hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đúng. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh rất nhiều và cả Liên Hoan, cảm ơn anh rất là người số đã hiện diện ở đây và giúp cho các bạn khó khăn, cảm ơn ạ. Và tiếp tục chương trình, Ngọc Trinh xin mời quý vị các bạn cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Nhật Tâm, xin mời anh. Con xin gửi đến cô chú có mặt trong bữa hôm nay lời chúc sức khỏe và cũng góp mặt với chương trình qua một ca khúc được mang tên Chỉ có bạn bè thôi, xin lỗi vì không nghe. Xin cảm ơn. Dạ hay quá anh ơi. Dạ xin được cảm ơn tiếng Anh vô lùng của anh và cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe ủng hộ về đó là tinh thần. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị các bạn cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ Kim Tuyết Ngân và nghệ sĩ Trí Vũ. Mời anh chị ạ. Quay cho nó bóng kìa. Dạ, lần đầu tiên tôi gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị thân thương và cũng chúc cho chương trình tiếp sức cho nghệ sĩ khó khăn trao câu thơ được thành công tốt đẹp. No.
lại đến đây chốc lòng người con gái lúc lìa tuổi xuân hồi anh trao hết cho người ta giờ tặng mỗi thằng xuân đã thẳng tốt đẹp
trời xa lệ nhau nghe đánh nhau còn là gì vui
dài quá hả chị, dài quá, dài quá. Lời nói đầu tiên cho phép Đức Sang gửi đến tất cả bà con quý khán giả ở đây và tất cả cô chú anh chị em đồng nghiệp một lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất. Và hôm nay cũng là ngày lần thứ 38 cần công ơn để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn của những đồng nghiệp nghệ sĩ lớn tuổi. Và sau đây Đức Sang xin gửi đến bác cô dụng cụ Trúc Lan Phương Tự. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ta đã sai rồi Phương Tự ơi,
cung đàn để thành tiếng hay để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, và để liên tục chương trình với Cần Câu Cơm, anh thư xin lời đến toàn thể anh chị em mình tiếp đón những câu chuyện cổ và có cái lương kinh nghiệm của quá bảo anh. Yeah.